Trong thời gian gần đây thì có một cái lời đồn đại về cái bộ trang bị mà đầu tiên trong cái server Hà Nội 1 được thăng hạng lên từ cái trang bị tim bạc lên một cái bậc hạng cao hơn, đó là hạng hạt tử. Và nhận được cái rất nhiều những câu hỏi cũng như những cái lời đề nghị của các bạn về cái clip show với anh em cái bộ trang bị mới nhất, trang bị hạt tử ở trong lục địa Hà Nội 1. Ngày hôm nay mình quay trở lại game và sẽ làm một cái clip để các bạn có thể ngắm nhìn được bộ trang bị hạt tử trên hệ phái DK. Và không ai khác, người tiên phong đầu tiên trong tất cả mọi chủng tộc và trên toàn server vẫn là DK một phát về làng của chú Akao, là một người Việt hiện tại đang sinh sống và làm việc bên Hàn Quốc. Xin mời các bạn cùng ngắm nhìn bộ trang bị này. Sau khi nhận được khá nhiều thông tin yêu cầu của các bạn ở trên kênh YouTube Mùa Nội Xưa Và Nay, và cũng vắng bóng một thời gian rồi mình không có làm clip về những nhân vật top cũng như đẳng cấp ở trên server để chúng ta cùng tham khảo cũng như theo dõi cái mức độ đầu tư cũng như là cái sự nhiệt huyết ở trong game của tất cả anh em. Thời gian vừa rồi thì mình có bàn giao cho một người bạn chuyên ăn và live PK đấu trường PVP để cho mọi người thư giãn những cái phút giây mà anh em yêu cầu phải có những clip vui về PK. Hình tượng các bạn đang nhìn đây là bộ trang bị hạt tử trên cái hệ phái DK. Và cái cảm quan ban đầu của mình khi mà mình nhìn vào bộ trang bị này thì mình cảm nhận rằng đây là một bộ trang bị nó liên quan tới một con sư tử các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy bên vai bên tay phải khung hình màn hình, các bạn nhìn thấy một cái đầu sư tử, và phía sau bên tay trái cầu vai là một chùm lông. Và đây là một bộ item được tạo theo cái hình tượng của một cái con sư tử rất là hùng hậu cũng như là hoành tráng. Và ở trên DK một phát về làng thì tất cả mọi trang bị như là item cũng như là cặp kiếm và chiếc khiên đều được anh chủ account này anh đã lên được trang bị hạt tử. Và hiện tại thì cái hạng đồ cuối cùng ở trên lục địa trên phiên bản Season 15 là hạng đồ Nguyễn Quang các bạn nhé, mình nhớ không nhầm là hạng đồ Nguyễn Quang. Hiện tại thì các bạn đang nhìn thấy bạn DK này đang có là 3.376.000 máu, một trong những chỉ số rất là gớm cho một bạn DK tank mà đặc biệt lại là một trong những siêu đam nữa. Và cái hình tượng mà các bạn đã nhìn rất là quen thuộc ở đây là chiếc cánh siêu cánh quyền lực, một chiếc cánh thế hệ thứ ba, chiếc siêu cánh quyền lực. Đây là cái in-game avatar thôi, còn cái cánh gốc của chiếc cánh này là cánh uy quyền cộng 15. Và cũng có một vài những thông tin mà anh em thắc mắc ở trên cái season 15, đó là xuất hiện một chiếc cánh uy quyền siêu socket. Cái thông tin này thì mình cũng đã tham khảo mọi người trên server thì mọi người xác nhận là có cái item này anh em nhé, có cái item này và admin đang cho một bạn ở bên Gui Thác Loạn thì phải, một bạn DK cũng rất là nổi tiếng đối địch với Gui Legion, đó là bạn DK Dragon. Và bạn này thì nếu mà không nhầm thì bạn là chính là DK chiến thần ngày xưa. Admin đang test và thử nghiệm chiếc cánh quyền lực siêu socket trên DK Dragon. Hiện tại thì khi mà mình quay trở lại làm cái clip này thì mình cũng đã có hỏi cộng đồng anh em chơi game, đó là dạo này ở trong game thì mọi người PK có sôi nổi hay không, thì anh em bảo là PK rất là sôi nổi. Và hiện tại thì khi mà mình làm clip này mình cũng phải mất một lúc loay hoay, tại vì là cứ đang quay thì party của mình như các bạn nhìn thấy đây lại gọi mình về cái vị trí đứng, gọi về vị trí đứng tại vì là có địch lên PK bãi, vì thế cho nên là sẽ về vị trí để tập hợp luôn. Và như các bạn theo dõi video của mình thì có thể thấy đó là trên season 15 ấy thì chúng ta sẽ được chủ party gọi về bất cứ lúc nào mà chúng ta sẽ không thao tác được. Khi chủ party gọi thì bắt nhân vật nó tự động nhảy về map và tập trung lại party với nhau, có nghĩa là chủ party sẽ gọi được cả nhóm đi luôn các bạn nhé. Và chúng ta đang trên map ở trên map Takkan, một trong những cái map rất là quen thuộc rồi. Đó là về phần
dạo chơi một chút như thế, mình sẽ quay trở lại đầu Mactacan và show cho các bạn xem cái hình tượng của hạt tử các bạn nhé. DK một phát về nàng thì một trong những DK rất là mạnh và khỏe rồi. Chúng ta quái những cái map quái yếu như này chỉ cũng chỉ one hit thôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái hình tượng của hạt tử ở trên cả item cũng như là cả kiếm. Về cái giá trị mà đầu tư thêm cho hạng từ mắt xanh lên tim bạc, sau đó lên hạt tử này thì trong từng cái clip mình đã có nói về cái định giá của DK một phát về nàng khi mà còn ở mắt xanh thì đã trị giá nô đồ nên đã lên tới 1 tỷ rồi. Khi bạn đến năng thăng lên tim bạc thì sẽ mất thêm tiền, cũng như là khi mà lên tận tới hạt tử này thì mất thêm. Ở trên cái item mới này, xem mình xem nào. Cái hạng của đồ hạt tử là hạng 25 và đồ huyễn quang là hạng 26, là hạng cao nhất. Và mọi người có thể nhìn thấy đó là cái item hạt tử về cái quần áo ấy, thì mình nhìn nó rất là đẹp, nó đẹp thực sự, nó đẹp theo cái kiểu dáng của một cái thiết kế của một bộ theo cái kiểu dáng của một con sư tử, còn gọi là chúa sơn lâm, vua sư tử đấy ạ. Đó, anh em có thể nhìn thấy có vẻ như mình đứng đây nó không hợp phong thủy cho lắm, quái này nó kêu cái tiếng ồn nhiều quá. Đang phải tranh thủ làm clip các bạn nhé, tại vì là các bạn trong team của mình lại cũng đang có nhắn tin đó là đang PK rất là căng thẳng, cho nên là cũng đang là cần account về bãi. Mình lại mang đi như thế này thì các bạn ấy lại. Mình sẽ tìm một góc nào đó đẹp đẹp một chút để show cái hình tượng của cái trang bị cho nó chi tiết nhất. Đây, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là trang bị hạt tử ở trên DK. Rồi, đó là về phần bộ quần áo, thì các bạn có thể quan sát thêm một chút về cái cặp kiếm này nữa. Cặp kiếm này thì theo mình đánh giá thì nó không được thẩm mỹ cho lắm. Mình không thích cái thiết kế này. Cái thiết kế này thì các bạn nhìn thấy cái kiếm được thiết kế theo kiểu dáng đó là được làm tách đôi cái phần chuôi kiếm ra, ở giữa có một cái luồng điện sét xanh nó chạy ấy. Tuy nhiên ở hai cái bên bản kiếm thì mình nhìn thấy nó như là đồ sứ, nó thiết kế như kiểu là một cái đồ cổ, đồ sứ, nó không có sự sắc sảo cho lắm. Đó là về phần cặp kiếm. Còn ở đây thì chúng ta cũng chỉ có gọi là thăng hạng thôi các bạn nhé, thăng hạng thôi, chứ còn về cái tính chất những cái dòng của kiếm thì y chang như nhau hết, nó chỉ khác một chút về cái chỉ số dòng trắng ở phía trên thôi. Ví dụ như đồ tim bạc về cái lực tấn công tay ấy, cũng như là tốc độ, độ bền, hoặc là cái level master yêu cầu để có thể mặc được ấy, hoặc là những cái điểm quả kia kìa, thì nó sẽ thấp hơn. Và cả cái dòng sát thương vật lý, phép thuật và thuộc tính nó cũng sẽ thấp hơn. Còn về những cái dòng ở phía dưới như là dòng tím gia cường này, rồi dòng vàng gia cường này, rồi dòng siêu sốc két thì nó đều giữ nguyên y chang như nhau hết, không khác gì cả. Và mình cũng có thể so sánh cho các bạn một chút về cái chỉ số của cái kiếm hạt tử này với cả cái kiếm mắt xanh các bạn nhé. Kiếm tim bạc, mình xin lỗi các bạn. Đây là cái kiếm tim bạc của DK Dragon, chiến thần đấy các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy đó là về cái lực tấn công dòng đầu tiên ấy, thì nó cũng có cái sự khác nhau. Và cái thứ hai đó là cái dòng rất là quan trọng trên một cái đồ cao cấp, một cái đồ từ giữa hạng 24 và hạng 25. Các bạn nhìn cho mình cái dòng sát thương vật lý, phép thuật và thuộc tính ấy. Ở đây là 38,7 và trên con hạt tử này là cộng 44%. 38,7 mình cứ tính tròn cho là 39. 39 thì con này nó hơn 5%, 5,3% về cái đam này. Hiện tại thì Dragon của chúng ta thì vẫn chưa lên được hạng hạt tử. Nên hạng hạt tử thì điểm đầu tiên ấy mà chúng ta cần đó là cái tiền các bạn nhé, tiền. Tiền thì chúng ta phải nạp bạc vào và chúng ta sẽ thăng hạng ở trên website với hai yêu cầu, đó là chúng ta sẽ tự kiếm phôi thăng hạng hoặc là chúng ta sẽ trả phí cho admin. Sau khi thăng hạng xong từ hạng tim bạc lên hạng hạt tử thì tất cả cái item của chúng ta sẽ trở về cộng không. Và việc còn lại của game thủ lúc này là chúng ta sẽ phải cộng từ cộng 0 đến cộng 15. Chúng ta có thể tự ngồi cộng hoặc là chúng ta thuê những người ta cộng nhé. Sẽ có nhiều những dịch vụ
đập đồ ở trong game và thuê thì chúng ta sẽ mất tiền đó. Về cả cái chỉ số của bộ đồ thì nó cũng sẽ khác nhau. Tất nhiên rồi, và ở trên cái hạng đồ của hạt tử này các bạn có thể nhìn thấy đó là cái dòng của hạng ấy, nó sẽ hiện lên là dòng vàng rồi, nó không phải là dòng xanh như bên này nữa. Bạn nhìn chưa? Đó, và cái tạo hình của hạt tử thì mình nghĩ là Intem thì là ăn đứt so với tim bạc. Tuy nhiên thì cái kiếm này mình chưa thực sự ưng ý cho lắm về cái tạo hình này. Đó. Và anh em có thể nhìn thấy đây là một trong những chủ account thực sự là rất là chất chơi. Và thực tế thì mình cũng có trải nghiệm qua rất nhiều những con game, tại vì bản thân là thế hệ 8X, cho nên là những game như là MU hay là Võ Lâm Kiếm Thế rồi Đột Kích cũng như là Audition và gần như tất cả những cái game bây giờ mà kiểu mà dạng hồi sinh như là Võ Lâm Mobile hoặc Kiếm Thế Mobile thì mình cũng có trải nghiệm. Tuy nhiên thì mình thấy rằng đối với tất cả các top mà của mọi game như thế, mình không nói là cái mức độ đầu tư như thế nào nhé, chi phí mà chủ chơi như nào đối với những con game mới, nhưng mà để mà một con game cũ như thế này mà chủ account này họ đầu tư tâm huyết như thế này thì mình nghĩ là bạn này chỉ có duy nhất một mình bạn ấy thôi, duy nhất một mình thôi. Tại vì ấy, không chỉ DK một phát về làng mà cả Tequila cũng như là vơ sạc đều là của bạn này hết. Có nghĩa là bạn chủ account này bạn đang cầm 3 nick top trên sâu, chúa tể cũng như là DK. Thì anh em có thể hiểu cái độ chịu chơi mà đầu tư vào game này của bạn như thế nào. Thì mình cứ ướm chừng đâu đó khoảng từ 3 đến 4 tỷ khoảng đấy. Tuy nhiên thì đối với game MU mà anh em đang chơi thì anh em cũng có thể nhận thấy đó là cái đầu tư vào game này nó không thực sự lỗ như những cái game khác. Ví dụ như là những game mobile thì lỗ cực lỗ luôn. Rồi, đó là về phần tản mạn một chút về cái độ đẹp trai cũng như là chịu chi của game thủ này. Thì mọi người có thể thấy này, độ đẹp trai nó không chỉ dừng ở cặp kiếm mà bạn lên luôn cái khiên hạt tử cộng 10 năm. Và Intem của bạn này thì là server chắc là chỉ có 102, không có bạn nào có Intem xịn hơn trong hệ phái DK nói riêng luôn các bạn nhé. Không có bạn nào có một bộ đồ xịn sò như thế này đâu. Đồ gọi là X-Socket và bạn đã khảm lên cái hạng ngọc đó là 889910. Đều như thế hết, 88, 9, 9, 10. Các bạn nhìn giúp mình vào cái dòng tùy chọn socket nhé. Cái level của ngọc ấy, hai viên trên là 8, hai viên giữa là 9 và viên cuối là 10. Và bạn này khảm thì 5 món là quần áo này, giờ mũ, quần này áo, mũ, tay và giày. 5 món như một, có nghĩa là đều khảm như nhau hết. Và cái khiên này thì bạn đang để cho mình ở cái hạng ngọc là 7, 7, 9, 9, 10. Thì bạn chưa lên hai viên đất và gió nên level 8. Nói chung là về phần những cái dòng từ cái dòng tím tăng phục hồi SD trở xuống cho tới dòng kích hoạt phụ trội socket thì nó đều giữ nguyên hết. Còn thay đổi là thay đổi những cái dòng ở phía trên, dòng giáp này, rồi dòng yêu cầu master cũng như là sức mạnh và điểm quả. Thay đổi về cái dòng tím của thuộc tính nữa. Và các bạn có thể nhìn trực trực diện một chút về cái khiên đó, như mình chia sẻ với các bạn ấy, đồ bộ này thì nó tạo hình theo cái kiểu dáng của con sư tử, một con sư tử rất là hoàng gia, là mình liên tưởng tới những cái vương quốc đến từ châu Âu ấy. Họ lấy linh vật là sư tử đại diện cho cái sự xa xỉ của hoàng gia. Và cái Intem hạt tử này thì được tạo hình từ cái ý tưởng một con sư tử như thế. Các bạn có thể nhìn thấy cái cán kiếm ấy, hình như nó là cái đầu sư tử. Thực ra thì chủ account một phát về làng ấy, thì đối với mình thì mình thấy rằng bạn ấy rất là ít chơi game ấy. Bạn ấy không có ngồi chơi game nhiều như những game thủ khác đâu. Gần như là những cái account như này thì bạn sẽ giao cho những anh em tâm huyết. Anh em tâm huyết sẽ lốc và cày trên cũng như là PK. Và khi nào bạn thực sự thích game hoặc là bạn nhớ đến game hoặc là bạn vào bạn thích PK thì bạn vào thôi. Còn bạn không phải lúc nào bạn ngồi cả ngày ở đây đâu anh em nhé. Không phải lúc nào ngồi một ngày online ở trong cái trên server đâu. Rồi và về những cái trang bị như là con cáo hiếm này này, này con linh hồ này. Đó và con sói tinh hoàng kim cũng 10 năm này, rồi những cái này nó là giữ nguyên hết. Còn nick này một nick VIP đẹp như thế này thì chắc chắn là ba nước ba thủ rồi. Hiện tại thì ở đây mình đang có bao nhiêu cái gì đây? Hai một nhẫn sứ socket này, một pen thủ này. Đây đang để đồ công ở trên hòm đồ, còn đang để đồ thủ ở trên người. Những account đẹp như thế này chắc chắn rồi.
Bông tai thì lên 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 cái bậc 3 và chưa có cộng cao hơn, vẫn là cộng 13. Cặp bông này thì nó sẽ dao động khoảng 25 triệu khoảng đấy. Chiếc cánh này khoảng 45 triệu này. Bộ đồ này thì các bạn xem lại cái video về từ tim bạc không nên mắt xanh và nên đến hoại tử cộng theo. Ví dụ như bạn mất khoảng 20 triệu để nên, hoặc 2 đến 30 triệu để nên toàn bộ từ mắt xanh lên cái hạng hạt tử này thì các bạn cứ cộng vào giá trị. Hôm nay mình cũng không có ngồi xem lại để cộng báo giá cho các bạn. Nhưng mà đâu đó nó cũng sẽ dao động vào đâu đó khoảng tỷ 2 khoảng đấy. Cái account này đâu đó khoảng tỷ 2. Tại vì sao? Tại vì là không riêng gì cái đồ bạn này thăng hạng nên bạn mất tiền đâu, mà bạn còn tăng những cái chỉ số của nhân vật chứ. Tăng chỉ số của nhân vật ở trên cái bảng xếp hạng nha anh em. Đây, ví dụ như bảng xếp hạng đây. Bảng xếp hạng thì bạn này cũng tăng rất nhiều những chỉ số về cái master hoặc là những chỉ số về point. Thì muốn tăng cái chỉ số này thì các bạn biết đó là chúng ta phải reset thì phải mất bạc, bạc nó mất tiền đấy. Và cái điểm quả của bạn này đang là 7.675, điểm quả trên server trên cái phiên bản này đang là max là 8.000. 8.000 các bạn nhé. Và skin 3 của bạn đấy là 2083, skin 4 là 200. Thuộc tính là 70. Level Master là 663. Đó. Còn bây giờ về cái chỉ số reset giữa cái bảng xếp hạng top các nhân vật thì không chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Tại vì đã áp dụng theo cái công thức reset trong tháng. Có nghĩa là các bạn có reset nhanh hay reset chậm thì trong tháng cũng chỉ có được bằng đấy lần thôi. Ở đây thì mình nhìn thấy đang kích hoạt một bộ đồ hạng 20 năm, đó là thêm hai cái dòng loại bỏ SD và tăng tỷ lệ hấp thụ sát thương. Đó, quyển sách thuộc tính thì cũng là một trong những quyển sách VIP. Các bạn có thể nhìn cái linh thạch phẫn nộ và nguyên tố đất đây. Thì bạn ấy đang để cho cái linh thạch này nó là có 4 hạng, 4 khe và đều là cấp độ 10 hết, mắc ngọc luôn. Còn con này là 3 với cấp độ 7. Con này là 3 với cấp độ 7 và con này là 3 cấp độ 7 luôn. Thì với số ngọc này thì bạn đã kích hoạt được hai cái dòng ẩn, màu xanh xanh và vàng mà các bạn nhìn đấy. Sách thuộc tính. Còn về cái bảng chỉ số chi tiết về sát thương chí mạng, sát thương hoàn hảo, x2 sát thương, x3 sát thương. Đó, thì các bạn có thể quan sát ở trong cái ô này. Thủ cơ bản là 18.714. Đó, tất cả những chỉ số item trên người cộng vào điểm skin, tất cả mọi chỉ số của sách thuộc tính ấy, thì nó đều có giá trị và quy đổi vào đây hết các bạn nhé. Vào cái bảng C này mà các bạn ấn mũi tên đây ra này. Điểm cộng thì sức mạnh cộng rất ít 11.000. Nhanh nhẹn cộng 35.000. Năng lượng và sức khỏe là cộng mắc cột. Thế anh em thấy là hiện tại thì hôm qua mình có trao đổi với bạn chủ account này, đó là bạn có dự định lên cho vơ sạc cũng như là tequila cái hạng hạt tử không? Bạn này bạn có trả lời mình đó là cũng có cái dự định đó, nhưng mà hiện tại thì cả hai account kia lại chưa đủ cái điểm quả để có thể cầm cái đồ hạt tử này. Tại vì là cái đồ hạt tử này khi mà chúng ta thăng hạng mà chúng ta không đủ điểm quả là một này, điểm level master là hai thì chúng ta sẽ không dùng được đâu. Anh em nhìn kỹ và giúp mình này. Cái dòng yêu cầu level master là 650 kìa, MT đấy. Trên phiên bản CS 15 thì kể cả những cái map VIP ở phía dưới này này đều yêu cầu master hết nhá. Các bạn không đủ là các bạn không thể vào được tại vì quái trong này rất là khỏe. Và các bạn thấy thế nào về cái hình tượng của chiếc siêu cánh quyền lực này? Chiếc cánh thế hệ thứ 3 đấy. Anh em có thể nhìn thấy chiếc siêu cánh quyền lực, một trong những cái biểu trưng của DK đó là cánh rơi. Và sau này thì chúa tể Kundun ngủ với một nàng thiếu nữ của tộc DK thì đã sinh ra một cái tộc phái mới như mình đã giới thiệu tới các bạn trong cái phiên bản season 15, đó là tộc phái Slayer thích khách. Nói chung là không có gì để chê cả, quá tuyệt vời và xuất sắc, cực đẹp luôn hạt tử.
mình sẽ quay trở lại với team. Hiện tại thì các bạn của team team vừa sạc cũng như một phát viên làng ấy, các bạn đang cắm ở cái server là PVP, vì thế cho nên là sẽ có hệ phái mà đang hot nhất tại server trong cái sự kiện PVP, đó là hệ phái Magic. Magic thì chúng ta còn gọi là Magic Gladiator. Tại sao lại như thế? Tại vì là Magic Gladiator trong cái PVP hiện tại đang được cộng chỉ số phần trăm đam nhiều nhất. Vì thế cho là ví dụ như một con Magic top mà gặp vào DK một phát về nàng thì nó cũng chém bay luôn. Được cộng rất, được build rất nhiều phần trăm. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hy vọng rằng video này sẽ cung cấp cho các bạn một cái hoài niệm nào đó về game, và các bạn đã được nhìn thấy hệ thống trang bị hạt tử trên DK với cả set đồ cũng như là cả một cặp kiếm và với chiếc khiên hạt tử được thiết kế và dựa trên cái ý tưởng đó là một con sư tử hoàng gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.